Hình như chúng ta đã rời khỏi đường đạo chân rồi. Chỗ này trước đó không lâu đã có người đi qua, trên đất có mùi máu tươi. Kể cả những người bị thương thì chắc khoảng mười mấy người. Chắc ở đây to quá đi. Chắc không phải ảo giác chứ? Cẩn thận chút. Nhìn kích thước của những lùm cây này còn to hơn cả rừng cây cổ ở Đông Bắc nữa. Như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa mùi bùn đất rất nồng, sẽ làm ẩn bớt mùi của dã thú xung quanh. Kích thước của những cây này thật sự quá khủng bố. Nhìn từ chỗ chúng ta đang đứng đây thì có một số lùm cây cao đến nỗi sắp che mắt trăng luôn rồi. Những cây to như này thật sự mình rất hiếm khi nhìn thấy. Chỗ này mà có dã thú nguy hiểm thì bọn mình không thể biết được. Mọi người xem dưới đất, chỗ bùn này ở đâu ra vậy chứ? Trước đó đường chúng ta đi vô cùng sạch sẽ, nhưng chỗ này lại có nhiều phù sa như vậy. Rất có thể sông Hoàng Hà chưa khô hoàn toàn, nước sông không ngừng đổ phù sa về chỗ chúng, sau nhiều năm tích lũy mới hình thành mảnh rừng cây này. Nếu là như vậy thì chỗ này chắc là phần cuối sông Hoàng Hà rồi, hơn nữa chỗ đuôi rồng nhất định cách đây không xa. Tiếp tục đi về phía trước đi, giữ nguyên đội hình trước đó. Hai người các cậu đi trước dò đường. Vốn cho rằng sau mấy lần đánh nhau trước đó, thái độ của Mã Như Long đối với bọn mình sẽ tốt hơn chút. Nhưng giờ mình phát hiện là do mình nghĩ nhiều rồi. Trong mắt ông ta bọn mình chỉ là những hòn đá kê đường mà thôi. Cậu không cần đi, xin lỗi nhé. Tôi từ trước đến nay không bao giờ trốn phía sau lưng bạn bè mình. Tùy cậu thôi. Mấy người bọn họ rốt cuộc là người như thế nào? Thật sự không khác gì động vật máu lạnh. Cho dù trước đó tượng hổ chết, bọn họ cũng chỉ xem như là chết mất một con chó, chứ không có để lộ chút đau thương buồn bã gì cả. Còn cả Khải Tát Lâm, nhà đầu nhìn như chưa trưởng thành kia, trừ lúc trước đó có cứu bọn mình ra, những lúc khác trông còn ác độc hơn cả Mã Như Lòng nữa. Giờ không nhìn thấy dấu chân của những người đi trước đâu cả, cũng không biết họ đã đi đâu rồi. Hơn nữa cũng không ngửi thấy mùi máu tanh nữa. Mò đi tiếp đi. Đoán mò cái gì chứ? Nói mà không biết nghi à? Ông đấy chúc mày sinh con trai không có gậy, sinh con gái lại có gậy nhỏ. Chỗ này sâu khoảng 1 mét, chắc không có vấn đề gì. Mọi người cẩn thận chút là được. Như này đi tôi và bàn tử đi qua trước. Nguyên Hàn Anh ở phía sau để ý tình hình. Nếu như có gì nguy hiểm thì nhắc chúng tôi. Tôi và bàn tử đi qua trước cho. Cậu ở đây nhìn đi. Không đúng, Nguyên Hàn sao anh đều thế? Sao anh không đi cùng Đinh Đăng quá trước ý? Gọi ông đây đi cùng làm gì hả? Đợi đã, ăn nước đậu. Lúc trước khi đi đến làng Đại Vương, gặp phải đám bà thổ địa kia, không ngừng học theo tiếng người nói. Mình nghe thấy bọn chúng nói mấy lần, Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc gặp nước không qua, gặp binh không đánh. Nhất định là ông nội nghe được ở đâu đó. Nếu như nước ở đây không phải chỉ mạch nước ngầm, vậy thì rất có thể, ý là chỉ hồ nước nhỏ đầy nước động này. Đừng cử động. Bàn tử, Nguyên Hàn hai người dừng lại đã. Mẹ nói chứ kia là cái gì vậy? Cẩn thận. Chó này biến. Phi, nụ hôn đầu tao giữ 30 năm nay. Bao nhiêu cô gái muốn còn không được mà mày lại ghét bỏ. Nói chứ Đinh Đăng mày không sao chứ? Lần này nếu như không phải nhờ em gái kia thì chúng ta đi đầu thai rồi. Mày phải cảm ơn cô ấy cho tốt. Thì ra là Khải Tát Lâm, là cô ấy đã cứu chúng mình lên. Trong hồ nước này có thứ quỷ gì vậy chứ? Khí nước trong truyền thuyết. Những người sinh sống bên bờ sông Trường Giang sợ nhất là gặp phải thứ này. Ngư dân có kinh nghiệm đều biết. Thứ này thích nhất là kéo người xuống nước, hơn nữa còn ăn thịt người. Chỗ này cũng không phải Trường Giang, sao lại có khỉ nước ở đây? Hơn nữa hồ nước này không đến 1 mét. Nhiều khỉ nước như vậy sống kiểu gì? Theo lẽ thường mà nói, chỗ này không nên có khỉ nước. Tôi cũng không rõ tại sao lại vậy. Mẹ nói cho tao bắn chết đám súc sinh này, vừa rồi suýt chút nữa dìm chết ông đây. Bàn tử đừng lãng phí đạn nữa, đám này vô cùng linh hoạt. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy nhưng tôi cũng không thể đâm trúng nó, chứ đừng nói là bắn đạn. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Bơi qua hồ nước này à? Lẽ nào có người không phát hiện, hồ nước nhỏ này không hề đơn giản ư? Chỗ bùn đất bên dưới đều đã bị đám khỉ nước đào thông, thành hình hang động đan chéo nhau rồi. Vừa rồi chú mèo máy suýt chút nữa đã bị chúng kéo vào trong hang động rồi. Có thể nói những chỗ nước động ở gần đây đều có khả năng có động của đám khỉ nước này. Hơn nữa loại động vật này rất linh hoạt, trừ phi chúng nó chủ động tấn công chúng ta, nếu không muốn súng nước giết chúng là hoàn toàn không thể. Tôi thành chú mèo máy từ lúc nào rồi vậy hả? Ai bảo tên của chú lại dễ trêu như vậy chứ? Chú mèo máy trong truyện tranh giống y chú, cũng gọi là Tiểu Đinh Đang. Ha ha ha.
Vừa rồi lúc tôi bị con khỉ nước đó kéo vào trong động, hình như có nhìn thấy một con gì đó rất lớn. Cô có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, chú ạ, chắc chú hồ đồ rồi. Nếu như thật sự có gì đó thì chắc chắn tôi sẽ phát hiện. Vậy chắc là ảo giác rồi. Mình thật hồ đồ mà. Tạm thời đừng nói về quái vật dưới nước nữa. Khỉ nước vốn là một loại động vật nhanh nhẹn, vô cùng thông minh, sẽ không dễ để xử lý chúng. Vậy chúng ta qua bờ bên kia kiểu gì? Lẽ nào là đu cây qua ư? Vậy thì càng dễ chết. Đám khỉ nước này vốn đã giỏi leo trèo, nếu chúng ta trèo lên cây thì còn nguy hiểm hơn. Quan sát thêm đã, xem xung quanh có đường nào có thể đi qua không. Số lượng đám khỉ nước này không phải ít, cứ thế đi qua thì chúng ta thiệt chắc. Qua đó xem sao, nếu như là đám người trước đó thì nhờ dọ bắt một người sống về đây để tra hỏi. Chúng ta cùng qua đó xem sao. Thế mà là Trương Tam Bảo, sao ông ta lại ở đây, còn bị khí nước tóm lại nữa. Ông mà có cần giết chết tên kia không? Tên này có rất nhiều bí mật, thế mà dám chạy đến trước mặt chúng ta. Nguyên hẳn anh giúp Trương Tam Bảo chút đi. Bất kể như thế nào, Trương Tam Bảo đã cứu mình một mạng. Mấy người không lên bắn khỉ nước, nghĩ cách đuổi chúng đi là được rồi. Đánh chúng bị thương thì chúng sẽ luôn đi theo để báo thù. Đám súc sinh này tính tình không tốt đâu. Ha ha, ngược lại tôi đã được xem thứ hai. Bùa kim loại này là do sư phụ cậu để lại cho cậu à? Ông ấy là ai trong tổ chức ám? Trước đó Trương Tam Bảo còn nói sư phụ ông ấy là người của một môn phái nhỏ. Giờ như Mã Như Long nói thì sư phụ của ông ấy là người của tổ chức ám. Vậy những lời ông ta nói với mình trước đó tất cả đều là lừa dối hay sao? Mọi người có thể đi cùng nhau là có duyên. Mấy người có mục đích của mấy người, tôi cũng có dự tính của mình. Hỏi kỹ quá lại thành không hay. Tôi nói này Trương Tam Bảo, ông lừa chúng tôi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi không hề lừa gì các cậu cả. Hơn nữa cả đoạn đường này tôi đã cứu mấy người rất nhiều lần. Trương Tam Bảo nói thật sự có lý. Mình cũng có chút đau đầu. Mới đau là ông nội mình, chú Minh, ba người Mã Như Long. Sau đó lại mọc đâu ra tổ chức ám nữa. Giờ đến lượt Trương Tam Bảo, đều là người giỏi che giấu. Môi mộ này rốt cuộc có thứ gì? Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đối phó với đám khỉ nước này kiểu gì? Ông chủ nhỏ cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như thể cái gì tôi cũng biết hết vậy. Ha ha. Thật ra khỉ nước dựa vào khứu giác để đuổi theo mục tiêu. Trên người có mùi gì? Chúng nó đều có thể ngửi được. Muốn tránh khỏi đám súc sinh này thì phải loại bỏ mùi trên người. Mùi ư? Lẽ nào đắp đất lên người là được à? Không đơn giản như vậy chứ. Muốn đắp thì chủ tự đắp đi. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Nhưng chỗ nào có khỉ nước này thì cho dù là thủy tặc cũng không dám động vào. Nếu như đắp bùn đất là có thể qua mặt đám khỉ nước này thì bọn chúng đã không được gọi là vô địch dưới nước. Vậy ông nói xem phải làm như thế nào. Làm thế nào? Tôi làm sao biết phải làm thế nào. Nhưng sư phụ tôi từng nhắc đến một cách để đối phó với khỉ nước, cũng không biết có hiệu quả hay không. Đó chính là uống máu của khỉ nước. Sau đó trong vòng 3 ngày, những con khỉ nước khác sẽ coi chúng ta là đồng bọn và sẽ không tấn công chúng ta nữa. Cách này thật sự đáng tin ư? Lẽ nào tôi đầy uống máu hổ xong là có thể đi dạo trong vườn thú à? Ông chắc được mấy phần. Thành công thì còn được, thất bại thì chúng ta nhất định sẽ có thương vong. Tính tình của khí nước ông cũng biết rồi đó. Đánh một con, nhưng con khác cũng sẽ tức giận. Nói thật thì tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi tin tưởng kinh nghiệm của sư phụ tôi ở Trường Giang. Bên đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đừng kêu nữa, tao cho mày chạy đấy xem chạy nổi không. Nhanh lên, khí nước này mà chết thì máu không còn tác dụng đâu. Tốt, hay lắm. Máu khỉ nước sau khi được lấy ra chỉ có tác dụng trong vòng nửa tiếng. Nếu như muộn hơn thì châu máu này không có tác dụng gì nữa cả. Mấy người các cậu ai thử trước? Mặc dù Trương Tam Bảo từng cứu mình, nhưng mình hoàn toàn không biết ông ta có mục đích gì. Cái bình máu ghê chết như này, ai mà dám uống chứ? Lỡ như có bệnh truyền nhiễm thì sao? Chỗ này ông nói lớn tiếng nhất. Ông uống xong tôi sẽ uống theo ông. Haha, tôi đương nhiên tôi sẽ dùng đến máu này rồi.
tôi sẽ không nói ra cách tôi định làm. Tôi là fan của Manchester United, dù sao thì các cậu cũng không chịu nổi, cho nên tôi mới bảo mấy người uống. Nhưng hiệu quả không tốt bằng cách của tôi đâu. Ha ha ha, tôi nói chứ ông quá biến thái rồi đấy. Là khỉ nước. Nghe tiếng động này thì số lượng khỉ nước còn nhiều hơn số chúng ta đoán rất rất nhiều. Hình như thật sự có tác dụng. Tao nói đinh đăng mày định làm thế nào? Lẽ nào thật sự phải làm ư? Tôi theo đinh đăng. Em gái cô thì sao? Định uống hay là trích đây? Nhanh lên, quyết định đi. Đinh đăng, trương tam bào của nói chai máu này chỉ có tác dụng trong nửa tiếng thôi à? Giờ đã được 15 phút rồi, tao uống luôn. Trước đó thương nhân đi trên sa mạc, khi không có nước cũng uống nước lạc đà để giải khát đó thôi. Cái này có sao đâu cơ chứ. Ôi mẹ ơi, mùi vị thật sự quá biến thái mà. Cho dù gặp phải quỷ giết người liên hoàn cũng không đáng sợ như này. Cũng không thấy ghê tởm bằng thứ này. Mùi gì vậy? Tao nhổ thổi muốn chết. Này, này phải làm sao đây? Bạn từ đừng cử động. Đám khỉ nước này hình như đang muốn xác nhận xem mày có phải đồng loại của chúng không. Nếu như mày đuổi chúng nó đi, những con khỉ xung quanh sẽ coi chúng ta là kẻ địch. Haha, may mà phía trước không có hồ nước nữa. Như vậy cũng không cần phải lo có khỉ nước lén đánh chúng ta. Mọi người có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không? Sao tôi lại nghe thấy có người đang gõ mõ vậy chứ? Tôi lại nghe thấy có một cô gái đang kêu cứu. Những âm thanh này rất có thể là do chim và côn trùng trong rừng phát ra. Khi truyền đến tai chúng ta lại biến thành những tiếng kêu kỳ lạ. Mọi người xem, sao cây trong rừng này lại to lớn như vậy chứ? Cả những bụi cỏ xung quanh cũng to khác thường. Ông chủ nhỏ, cậu đừng quên đây là phần cuối của sông Hoàng Hà. Tất cả phù sa của sông và cả xác chết, tất cả đều sẽ chảy đến đây. Có thể nói chỗ này như một bãi rác. Độ tốt của đất ở đây có thể làm cỏ đuôi chó mọc cao 1 đến 2 mét. Cho nên như này không có gì là lạ cả. Đừng phí lời, mau chóng đi tiếp thôi. Đi nhanh, tán dóc cái gì. Dừng lại chút đã. Mọi người có phát hiện cây cối xung quanh đã ít hơn nhiều rồi không? Hình như là vậy. Ai nói không có cây chứ? Phía trước không phải có một bông hoa to đùng kia à? Không đúng. Sao xung quanh 100 mét không có cây cỏ gì mà chỉ có bông hoa này? Lẽ nào là bông hoa này đã hấp thụ hết tất cả dưỡng chất xung quanh rồi? Không thể nào. Mặc dù bông hoa đó rất to, nhưng có thể hấp thụ bao nhiêu dưỡng chất chứ? Cánh hoa của bông hoa này có bột huỳnh quang. Các cậu có cảm thấy càng nhìn bông hoa này lâu thì bông hoa này nhìn càng phát sáng hơn không? Một điều chắc chắn là ở cánh rừng này, hoa càng tươi đẹp lại càng nguy hiểm. Đây là kiến thức mà người trong giang hồ đều biết. Không hay, mùi hương này rất có thể có độc. Mau lùi về sau. Mẹ chứ, xung quanh có kẻ địch. Cẩn thận dưới đất. Đinh đăng lúc nào rồi mà mày còn đứng ngô ra đây hả? Người anh em kia bình tĩnh thôi, tuyệt đối đừng nội chiến. Thứ quái vật kia muốn giết chúng ta. Tấn công bông hoa kia trước. Nổ tung bông hoa đó đi, nằm xuống. Tốt. Xem ra bông hoa đó chính là gốc của những cây trúc này. Nổ bỏ hoa rồi thì những cây trúc này cũng mất đi sức sống. Đợi đã, tôi cảm thấy không đúng. Chỗ liên kết của những nhánh trúc này hình như không phải là bông hoa đó.
Căng rồi, bông hoa đó căn bản không phải gốc rễ chính của chúng, chỉ là đánh lừa chúng ta thôi. Mau qua đây. Bàn tử giữ chặt lấy túi ngủ này. Cẩn thận đừng để những cây này đâm xuyên qua. Đinh đăng tiếp đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi đây. Cứ tiếp tục như này chúng ta sẽ bị ép chết. Im miệng cho tao, nghĩ ngay đây. Những cây trúc này giống cây nắp ấm, biết để thứ thu hút con mồi đến gần. Chắc cũng sẽ không giống cây nắp ấm, biết tiết ra chất dịch ăn mòn con mồi chứ. Đây là bị gì mới có thể đau đớn như vậy? Hơn nữa mình còn nghĩ đến một chuyện còn hỏng bét hơn. Mặc dù đệm na lăn này vô cùng bền, nhưng một khi bị axit ăn mòn thì hoàn toàn không có tác dụng. Đinh đăng hình như túi ngủ không lay động nữa rồi. Chết thì chết thôi. Hai người có phát hiện đám trúc này không phải là thực vật bình thường mà là thực vật ăn thịt không? Chúng sẽ quấn chặt lấy chúng ta, sau đó tiết ra một chất lỏng ăn mòn, ăn chúng ta từng chút một. Nhưng nó cũng có nhược điểm, đó là trong lúc nó tiêu hóa thức ăn thì những cây trúc sẽ ngừng lại một chút. Vậy còn đợi gì nữa? Nhân lúc này mau đi thôi, đợi thêm chút nữa đám trúc này tiêu hóa xong lại phiền phức. Không được, giờ chúng ta ra ngoài kiểu gì? Hai người xem xung quanh chất ăn mòn rơi như mưa thế kia, nếu cứ thế đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ăn mòn. Như này đi, Nguyên Hàn và Bàn Tử hai người giữ chặt hai bên túi ngủ, chúng ta sẽ xem túi ngủ như ông, đi từ từ về phía trước. Đúng là quá ác mà. Cẩn thận mấy bông hoa này, sợ là mấy bông hoa này còn khó đối phó hơn cả cây trúc. Ban từ tôi vẫn không hiểu nổi, chỗ hoa này mọc từ đâu ra, vừa rồi rõ ràng không có mà, có thể là chỉ khi chúng bắt đầu ăn. Những bông hoa năm màu này mới nở ra để tiêu hóa thức ăn. Chúng ta ra khỏi đây trước đã, nếu như đám trúc này này lại bắt đầu tấn công, thì chúng ta gặp rắc rối lớn. Sao lại có nhiều người chết vậy? Đám người đi trước kia rốt cuộc có bao nhiêu người? Không biết, nhưng xem số lượng người ở đây thì nhiều hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi khi đám trúc này chuẩn bị tấn công chúng ta, có người ở gần đây đã nhắc nhở chúng ta. Đúng, tôi cũng nghe thấy thân thủ của đối phương rất lợi hại. Nếu không, không thể ở gần như vậy. Mà tôi không hề cảm nhận được sự tồn tại của người đó được, trừ khi trong đám người kia có nội gián. Nếu không sao lại có người muốn giết chúng ta, có người lại muốn cứu chúng ta. Mẹ ơi, đây không phải đám người mã như long sao? Họ hình như không sao cả. Ông chủ nhỏ, các cậu không sao chứ? Gần đây có người. Cẩn thận chút, đám người này sát khí rất nặng. Bọn họ đã từng giết rất nhiều người, rất có thể bọn họ là người lão làng trong nghề. Đừng chọc tới bọn họ. Sao, đây không phải mã như long tiếng tăm lẫy lừng đây sao? Sao đám tiểu tốt chúng ta có thể gặp ông mã như này? Người một nhà nhưng lại không nhận ra nhau. Nhớ năm đó ở núi Tần Lĩnh, Vương Kim tôi có từng đánh nhau với ông. Nhưng không phải ông sớm đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Sao hôm nay lại đến cướp miếng cơm của chúng tôi rồi? Tự mình ẻ ra nhưng lại không chịu nhận. Ha ha ha. Lúc nào thì đến lượt tên tiểu tốt nhà người đến khoa tay múa chân trước mặt ta? Lúc mã như long tôi vào nghề còn chưa biết ông đã mặc quần chưa đâu đấy. Tên điên, móc mắt tên đó ra cho tôi. Được. Tên điên đó định một đánh 10 à? Yên tâm đi, có mã như long ở đây, đám người kia sẽ không dám ra tay đôi. Bọn họ đây là muốn thả con tốt thí để xem thái độ của mã như long. Nếu như bọn họ đánh nhau, chúng ta có nên giúp đỡ không? Không đánh đâu, hai đám người này cũng không phải đồ ngốc. Phía trước còn có rất nhiều cơ quan nguy hiểm, mọi người phải bảo toàn thực lực. Muốn đánh thì cũng phải sau khi vào mộ mới đánh. Mắt của ông đây ở đây này, có giỏi thì đến mà móc. Nhanh quá, tốc độ này không khác gì đạn bắn cả. Ha, tôi ghét nhất là người khác kiêu căng trước mặt tôi, làm tôi phải cười lâu như vậy. Cho ông 5 giây cuối cùng để nhìn trời xanh mây trắng, bởi vì sau này ông không thể nhìn thấy nữa rồi. Đừng kêu, còn có một bên mắt nữa mà. Đừng mà. Tôi sai rồi, ông mã ông tha tôi một mạng với. Tôi dập đầu cầu xin ông, ôi ngại quá. Ông mã ghét nhất là đàm phán. Đây rốt cuộc là tên điên đến mức độ nào, cười cả buổi tối.
Không ngờ ra tay lại ác độc như vậy, thật sự quá lợi hại. Mình vẫn là quá xem thường tên điên này rồi. Tên này điên lên còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Đúng vậy, nói móc mắt người khác trong vòng 10 giây là thật sự móc trong vòng 10 giây. Đây cũng quá là biến thái rồi. Làm sao? Người quản lý ra đây nói chuyện đi. Vương Kim nằm ông Mã tức giận. Là cậu ta tự chuốc lấy. Tôi thấy chúng ta vẫn là tách ra tự đi riêng thôi. Ai lấy được đồ gì thì là của người đó. Được. Làm gì đó? Sao thế đinh đàng? Đi thôi. Chú đinh đàng chút nữa cẩn thận chút. Cô gái này nhất định là biết gì đó. Chúng ta đi theo thôi. So với đám người ngoài kia, tôi thấy Mã Nhiêu Long vẫn đáng tin cậy hơn chút. Sâu, con dốc này cáo phết đó. Chúng ta muốn đi qua, sợ rằng có chút mệt à. Đợi chút đã, theo lẽ thường mà nói, trong rừng không thể xuất hiện một con dốc to, cao như này được. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau phía dưới dốc sẽ có thứ gì đó. Đi tiếp đi. Mã Như Long nói không sai, dưới này nhất định là có thứ gì đó. Đi nhanh lên, còn nói nữa ông đây một phát bắn chết người. Ai? Sao thế? Đinh đang mày cũng nghe thấy à? Đúng vậy, hình như có tiếng con gái đang cười. Nghe rất sợ người. Nghe âm thanh thì hình như là truyền từ con dốc dưới chân chúng ta. Ban tử, mày làm sao thế? Tam Bảo, Nguyên Hàn mau qua đây. Ban tử xảy ra chuyện rồi. Cậu ta bị trúng độc rồi. Ban tử sao lại bị trúng độc chứ? Tôi cũng không biết. Chỗ này không có gì cả. Cũng không có mùi gì đặc biệt. Hơn nữa, con trùng sau lưng tôi không hề cảnh báo chút nào. Quá kỳ lạ. Trương Tam Bảo, không phải ông có rất nhiều cách à? Mau nghĩ cách gì cứu ban tử đi. Không hay, chúng ta đều trúng độc rồi. Bọn họ đến đây từ lúc nào vậy chứ? Ông ấy vậy mà chính là ông nội mà mình đang khổ sở tìm kiếm. Nhưng tại sao ông nội lại muốn giết mình? Lẽ nào ông đã quên đứa cháu mà ông yêu thương nhất này rồi sao? Đừng cử động, Đinh đang nghe ông nói đây. Do tuyệt đối không được hô hấp. Cho dù có khó chịu đến mức nào cũng phải cố nhịn đủ một phút. Trước đó lúc cháu bị thương, miệng vết thương đã bị hạt giống hoa cười bay vào. Giờ hạt giống đó bắt đầu nảy mầm. Mặc dù ông nội có thuốc khắc chế loại hoa cười này, nhưng chỉ cần cháu hô hấp khí oxy vào thì hoa đó sẽ mọc ra từ miệng của cháu. Nếu như không phải ông nội cho tôi uống thuốc, còn bịt mũi ngăn tôi hít thở, thì sợ là tiếp sau đó, kết cục của mình sẽ giống người kia rồi. Nhịn vào, bây giờ sẽ càng khó chịu. Ông nội. Ai đinh đàng? Cháu ngàn vạn lần không nên đến đây. Tại sao vậy? Tại sao ông lại phải tìm một thế thân để ở nhà? Con để thế thân đó giả điên lừa cháu. Ông có biết những năm này cháu khổ sở như thế nào không? Được, quả nhiên là cháu của Lý Vệ Quốc này có tiền đồ. Chuyện này có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được đôi mắt này của cháu. Đinh đàng, cháu đừng kích động. Để tao kể cho mày cho. Vừa rồi là ông nội mày ra tay cứu tất cả chúng ta. Nếu như mày đối xử với ông mày như này, thì tao sẽ phải giáo dục mày lại hộ người nhà mày. Không sao, cháu trai lớn rồi, nhưng tính cách vẫn giống y đúc khi còn nhỏ. Thích gây sự thế đó, ăn chút gì trước đi. Ông biết cháu đói rồi, ăn xong lại nói chuyện tiếp. Ban tử vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta đều chảy máu mũi? Tao cũng không rõ. Vừa rồi lúc tao còn thấy máu mũi mình đang chảy như mưa, thì đột nhiên có người bịt chặt mũi tao lại. Cũng không hiểu gì như mày thôi. Là hoa cười. Chú Minh. Loại hoa mọc ra từ miệng người vừa rồi. Tên là hoa cười. Loài hoa này từng được tìm thấy ở rừng nhiệt đới Amazon. Nhưng do chặt phá rừng bừa bãi, dẫn đến loại hoa này ngày mồng một ít đi. Vốn ta cho rằng loài hoa này đã tuyệt chủng. Lại không ngờ có thể xuất hiện ở đây. Trước đó lúc chúng tôi ở chỗ đất trống, nhiều y sĩ cũng bị thương. Có thể lúc đó hạt giống đã đi vào trong cơ thể. Loại hoa này rất lợi hại. Vốn cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ,
ngay cả thuốc giải độc cũng đã mang theo. Nhưng khi đối mặt trực tiếp rồi, vẫn khó tránh khỏi thương vong. Đúng rồi, ông nội sao ban đầu ông phải giả chết, rồi vì sao ông phải cải trang để đến đây? Haha, nếu như ông không giả vờ chết, thì người chết thật sự chính là ông. Sau khi rời khỏi mộ Lý Tư lần thứ hai, ông trải qua một đoạn thời gian an nhàn bình thường. Nhưng sau đó, ông phát hiện mình bị một đám người đáng sợ để ý đến. Bọn họ không ra tay, nhưng lại giám sát tất cả hành động của ông hàng ngày. Nếu như không phải do một lần vô tình, ông thậm chí còn không biết có gián điệp bên cạnh mình. Đinh Đăng cháu còn nhớ bảo mẫu ở nhà không? Trước kia khi thái rau, bà ấy từng bị thương, để lại một vết sẹo. Nhưng có một lần ông không nhìn thấy vết sẹo đó nữa. Trừ cái đó ra thì vẫn còn nhiều điểm khác không giống với bảo mẫu cũ. Hơn nữa hàng xóm Vương Quế Tử khi đi lại cũng đột nhiên không khập khiễng nữa. Trần Anh Hồ thích mắng chửi người cũng càng ngày càng trở lên ít nói. Xung quanh nhà chúng ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người như vậy, vì mục đích không để cho người khác biết những người đó vậy mà lại giết chết người bảo mẫu và hàng xóm vô tội, sau đó lại giả vờ thành bọn họ, luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của ông. Chẳng trách ông lại dùng thế thân để lừa tất cả mọi người. Hơn nữa sau khi ông chết, người bảo mẫu đó vẫn làm việc cho nhà chúng ta. Cũng tức là nói, đám người đó như âm hồn bất tán, không chịu buông tha. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tất cả đều là vì Thanh Dương Tôn sao? Thứ bọn họ muốn tìm chính là chỗ này. Hang rồng sông Hoàng Hà, đây cũng là chỗ mà những chữ trên Thanh Dương Tôn chỉ đến. Ông nội vẫn chưa biết, Trương Tam Bảo đã nói cho mình biết việc có tổ chức ám, môi cổ mộ làm tổ chức ám này. Phải tốn biết bao công sức tìm kiếm mười mấy năm nay, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Đừng lo lắng, Đinh Đăng bọn họ sớm đã biết ông già chết rồi. Chỉ là lần này ông đã mời một vị cao thủ đến đây rồi, không còn sợ bọn họ nữa. Cao thủ? Vị cao thủ nào cơ? Trừ khi là cô Tư. Nhắc đến chuyện này, Đinh Đăng người đó cũng là đồng đội cũ của cháu. Cô Tư đừng trốn nữa, ra đây đi, dù sao cũng không phải là gia thú gì cả. Cô Tư, cậu bị thương à? Đinh Đăng, cháu có thể được cứu, là may nhờ có cô Tư. Lúc trước khi ở chỗ đất trống, cô Tư vì để nhắc nhở cháu mà đã bị cây trúc làm bị thương. Thì ra người lúc đó bảo mình cẩn thận là cô Tư. Nói đến cô Tư cũng là người cứng rắn, vì để lấy được hạt giống hoa cười ra khỏi miệng vết thương mà đã dùng hai ngón tay đâm vào bụng mình, cứ thế lôi ra một miếng thịt. Trong quá trình đó cậu ấy như thể bình thường không có chuyện gì. Việc nạo xương để chữa lành vết thương của Quan Vân Trường cũng chỉ thế thôi. Lý Vệ Quốc tôi đây phục rồi. Đinh Đăng, sao cháu quen biết cô Tư vậy? Ông không hiểu, sao cậu ấy phải trả giá đắt như vậy để cứu cháu. Lần đầu đi trộm mộ đã gặp được cậu ấy, lúc đó có thể nói quan hệ khá là tốt. Cô Tư cảm ơn cậu. Được được được, Lý Vệ Quốc, ông cuối cùng cũng để lộ đuôi hổ ly rồi. Mã Như Long mọi người đã nói do ai đi đường nấy rồi, ai có thể vào mộ là bản lĩnh của người đó. Ông đừng có vi phạm quy tắc trong giới. Quy tắc cái con cò đáng giá mấy đồng. Tôi chỉ biết là cứ trói hết mấy người lại, như vậy thì mấy người sẽ nói hết ra thôi. Ngoan ngoãn đừng động, nếu không tôi không ngại làm mấy người thịt nát xương tan. Ý của cậu ta là gì? Cả đoạn đường này Mã Như Long vì để khống chế bọn cháu đã lát tạt bom trên chân chúng cháu. Tên súc sinh, tìm chết. Hơ hơ, có chút thú vị đó. Tôi lại rất muốn xem cậu có thể làm tôi cười bao lâu. Tháo bom ở trên chân họ ra, nếu không cậu sẽ phải khóc. Được, ghê quá. Hôm nay ông đây sẽ rút hết máu của ngươi ra. Không hay, con dao dọc giấy đó là vũ khí lợi hại nhất của tên điên. Cậu ta từng giúp Mã Như Long tránh cướp địa bàn. Một buổi tối đã rạch đất cổ hơn 50 người trong nghề, cứ thế giết chết một môn phái. Người anh em này không có vũ khí gì so với dao dọc giấy kia, sợ là sẽ bị thua thiệt. Cậu thành công chọc tức tôi rồi. Ông Mã cứu tôi với. Tên điên xén trước đó cậu bắt nạt chúng tôi đi, giờ báo ưng đến rồi, tốt nhất cắt đứt hai tay của hắn ta. Cô Tư, người khác không biết rõ cậu là ai, nhưng tôi biết rõ lai lịch của cậu. Cậu là hậu duệ duy nhất của Phát Khâu Trung Lăng Tướng. Phát Khâu và Trấn Thi là võ công tuyệt đỉnh một thời. Vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng,
Giờ cậu lại bởi vì tên nhóc Lý Đinh Đăng này mà làm thủ hạ của tôi bị thương như này. Vậy là không được rồi. Ông chú này nếu còn tiến về phía trước thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Nhờ gió cậu ấy không phải tên nhóc nào cả. Cậu ấy là người của tôi. Tổng cậu ấy là động đến tôi. Đinh Đăng đừng quá thân thiết với cô Tư. Người này rất tàn ác. Làm quen với cháu sợ rằng có ý đồ khác. Cảm ơn. Không có gì. Tôi không quen nợ ân tình người khác. Nợ lần trước giờ coi như trả. Đại Vũ dẫn rồng. Hoàng Hà biến mất. Nhiễm Thủy gia súc. Gặp được chân long. Đây không phải giống trong lịch sử. Đại Vũ dẫn rồng, tức là chỉ những bước điêu khắc trên đường đạo trần. Đại Vũ dẫn theo mọi người đến đây để chuyển dòng nước lũ, lại vô tình làm đám rắn đầu lâu Hắc Mạn Bà tức giận. Hoàng Hà biến mất, tức là chỉ lòng sông trước đó chúng ta từng đi qua, mặc dù cũng là sông Hoàng Hà, nhưng lại khô đến không còn giọt nước nào. Nhiễm Thủy gia súc, gặp được chân long càng dễ để giải thích. Ngã ba hai con đường phía trước chính là chỗ của ngôi mộ đó. Đinh Đăng mày đây là sợ chúng ta không thể phát tài nổi à? Cứ như mày nói thì cả thế giới đều biết rồi. Mã Như Long đã nhận ra từ sớm, muốn giấu cũng không giấu được. Như vậy cũng tốt, mọi người cùng nhau khám phá ngôi mộ này rốt cuộc cất giấu bảo bối gì. Đúng vậy, đến lúc xuất phát rồi. Đinh Đăng đợi chút nữa cháu đi phía sau cùng. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải cẩn thận, bình tĩnh, nhất định phải giữ được mạng sống. Ông nội, chuyện này rốt cuộc là... Móa, đây là cái gì vậy? Sao vừa rồi tôi không nhìn thấy? Kỳ lạ, đèn lồng trước miếu sao lại phát sáng? Trừ khi có người đã vào trước chúng ta. Không thể nào đâu. Với kinh nghiệm 3 năm nay của tôi, ngôi miếu này chắc không phải có ma đó chứ. Đèn lồng buổi sáng tắt, nhưng khi đến tối thì sẽ có cô gái móng tay đỏ chân không chạm đất đi thắp sáng đèn lồng, lừa thư sinh lạc đường đi vào tìm chết. Toang rồi, tôi đây sợ nhất là mấy thứ chân không chạm đất đó. Đừng đoán mò nữa. Mẹ ơi, tên này cũng to gan quá đó chứ. Đi. Đinh Đăng, chút nữa cẩn thận chút. Nhờ do những lời ông nói vừa rồi, sắp tới sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Sẽ có rất nhiều người chết, nhưng cháu nhất định phải sống sót. Mọi người đợi đã, mọi người xem bậc thang này quá sạch sẽ rồi. Không hề có chút rác bụi bặm nào cả. Rõ ràng không giống một ngôi miếu bỏ hoang mấy nghìn năm gì cả. Đúng là không đúng. Chỗ này như thể thường xuyên có người quét dọn. Hơn nữa còn có mùi dầu mỏ nữa. Hình như là phát ra từ hai cái đèn lồng treo hai bên cửa. Không sai, chính là dùng dầu mỏ để thắp đèn. Mùi này không sai được. Chuyện này rất kỳ lạ. Đầu tiên hai cái đèn lồng này không thể cứ cháy mãi được. Nếu không đèn đã cháy được hàng nghìn năm rồi, lấy đâu ra nhiều dầu hỏa như vậy chứ. Thứ hai là mọi người xem xung quanh rất ít bụi bặm. Hơn nữa ngôi miếu này cũng không giống đã bị bỏ hoang quá lâu. Trừ khi bên trong có người ở. Nếu không để tôi lấy hai cái đèn lồng đó xuống, để xem cho rõ, rốt cuộc chúng có thành tinh rồi không? Mẹ chứ trên đời này làm gì có nhiều chuyện quái dị như vậy. Đừng, đừng động vào những đèn lồng này. Rất có thể sẽ kích hoạt cơ quan bắn tên hoặc gì đó. Mẹ kiếp là khỉ nước, cẩn thận. Sao chỗ này lại có khỉ nước? Theo lẽ thường, bọn chúng không thể sinh sống trên mặt đất được mới đúng. Quá 24 tiếng cả người chúng sẽ mất sức, sau đó rụng lông, cuối cùng khổ chết. Nhưng giờ ngôi miếu này thế mà lại có khỉ nước. Có phải chứng tỏ ngôi miếu này nối với sông Trường Giang hoặc sông Hoàng Hà không? Mẹ ơi, Đinh Đăng mày mau xem đây là thứ quỷ gì đi. Sao lại có hai đồng tử? Trước đó khi bọn mình gặp chúng, chỉ là đôi mắt và hai lỗ hổng. Giờ ba con khỉ nước này thế mà lại có hai đồng tử. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Đây hình như đúng là khỉ nước. Nhưng da của chúng như kia là sao? Súc sinh tìm chết. Ba con khỉ nước này có phải bị đần không? Sao lại ngu vậy chứ? Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Chúng thấy đồng bạn bị giết, không những không sợ hãi,
ngược lại lại đi ăn thi thể của đồng bạn. Đi. Cô Tư, Linh đang đi theo cậu ấy. Linh đang mày nhìn xem, ngôi miếu này có phải có gì không đúng không? Không có gì cả mà chỉ toàn là tường, không khác gì mê cung cả. Quả nhiên, ngôi mộ này đã bị tầng tầng lớp lớp bức tường ngăn cách. Đây là lần đầu tiên mình thấy có người xây tường trong phòng, hơn nữa còn xây nhiều như thế này nữa. Không ai có thể biết đường nào là đường chết, đường nào là đường sống. Mặc dù đây là cơ quan do người xây miếu cố tình làm ra để ngăn người ngoài đi vào miếu này, mọi người đi chậm thôi, để lại ký hiệu nữa. Có gì đó ở bên kia bức tường. Lại là khỉ nước. Không sao chứ, loại khỉ nước biến dị này trí thông minh quá kém, toàn tự đi tìm chết. Sao cứ đâm đầu vào súng của chúng ta vậy chứ? Còn ngu ngốc hơn cả đám khỉ nước chúng ta gặp ở hồ nước nữa. Không có nguy hiểm, Vân Ban không động đậy gì cả. Xem con khỉ nước này làm ký hiệu, chúng ta đi tiếp thôi. Ê, sao lại nhìn thấy ký hiệu đó rồi? Mẹ ơi, đi 2 tiếng đồng hồ cuối cùng vẫn quay về đây. Ông đấy sắp hóa mất ngất đến nơi. Con khỉ nước kia đâu? Chắc là đám người Mã Như Long vào đây nhìn thấy con khỉ nước này nên liền mang đi. Mọi người xem hai bên tường đi, liệu những lô kia có cất giấu cơ quan nào không? Để tôi thử xem, hai người để ý vào. Đinh Đăng hay là mày đến thử đi? Sao mày không đi chết đi? Không thể nào, nhưng cái lỗ này nhất định phải có cơ quan mới đúng. Đã nhiều năm như vậy rồi, trải qua mưa gió bão bùng, ánh nắng thiêu đốt, cho dù có cơ quan cũng sẽ bị hỏng thôi. Chúng ta đi tìm tiếp đi. Nếu như vẫn không tìm được đường ra thì cứ nổ hết chỗ tường này đi. Mọi người đã có mặt đủ rồi chứ? Cô Tư đang làm cái gì vậy? Lại có 3 con khỉ nước biến dị. Sao tao cứ cảm thấy quái quái? 3 con khỉ nước nước này trông như những con trước đó chúng ta gặp ý đúc. Tao chỉ nghe nói tông tử biến thành cương thi. Lẽ nào ngay cả khỉ nước cũng biến thành cương thi? Không thể nào, đây không phải khỉ nước trước đó. Vừa rồi rõ ràng tôi đã đánh vỡ đầu chúng. Là Khải Tát Lâm. Đám Mã Như Long cũng đã vào miếu rồi. Chú Đinh Đăng. Chua, cẩn thận, cô Tư. Không phải người tốt, tôi nhắc nhở chú. Sâu, được em gái thương có cảm giác gì hả? Đinh Đăng, người phụ nữ vừa rồi nói gì với cháu thế? Cô ấy bảo chúng ta cẩn thận chút. Ha ha, vẫn là cháu trai ta lợi hại. Khải Tất Lâm, vì sao lại đột nhiên nói câu đó với mình? Cô ấy tốt bụng nhắc nhở, hay là muốn chia rẽ quan hệ của mình với cô Tư? Chẳng nhẽ cô Tư còn có thể hại mình hay sao? Cái gì? Em gái đó vì sao lại không bảo ông đây cẩn thận, mà lại chỉ nói thế với mình mày chứ? Hai người rốt cuộc có chuyện gì? Mau khai rõ ra đây. Biến mẹ mày đi. Cũng không biết cô Tư có nghe thấy những lời vừa rồi không. Mình còn chưa từng nhìn thấy cô Tư để lộ ra vẻ mặt này bao giờ. Kiểu người không quan tâm đến gì cả này. Cho dù bàn tử có nhảy thoát y trước mặt cậu ấy cũng sẽ không có phản ứng. Hành động nghe lén vừa rồi sao có thể xuất hiện trên người cô Tư chứ? Anh Minh giờ có cách gì không? Mê cung trong miếu này thiết kế rất phức tạp. Vừa rồi chúng ta đã đi mấy tiếng liền, đều không phát hiện gì cả. Nơi này của thực được thiết kế rất khéo léo. Theo cảm giác về phương hướng của tôi, vốn cho rằng chúng ta luôn đi về phía trước, nhưng không biết tại sao lại luôn quay về nơi bắt đầu. Đúng rồi, chúng ta có nên dùng thử la bàn không? Vô dụng thôi, tôi đã thử rồi. Từ trường của ngôi miếu này rất kỳ quái. Vị trí la bàn chỉ hoàn toàn không đúng. Nói không chừng trong quá trình chúng ta di chuyển, đại nào đã bị từ trường quấy nhiễu, cho nên mới mất đi cảm giác phương hướng. Ý, đầu mọc trên cổ ông đây, từ trường sao có thể ảnh hưởng đến tôi? Ha ha, rất có thể là như vậy. Trong sách cổ Đại Hán Thông Giám có từng viết về ấm trà bí ẩn, tác giả đặt tên nó Thinh Ca Hồ. Nghe nói Thinh Ca Hồ là đồ được nhà vua Vũ Hán sử dụng. Mỗi lần khi ông ấy uống trà,
chim chóc xung quanh đều sẽ bay đến, vô cánh bay quanh ấm trà đó. Thật ra, ấm trà đó là được thợ dùng một loại từ trường, có thể ảnh hưởng đến não chim. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? La bàn không có tác dụng, cũng mất cảm giác phương hướng, xung quanh toàn bộ đều là tường. Lẽ nào thật sự phải cho nổ ngôi miếu này? Không hay.